Chị ơi, có chiếc laptop nào thiết kế văn phòng màn hình đẹp mà cấu hình như laptop gaming không? Ở đây thì hiện tại chị không có, nhưng mà ở dưới shop FPT Shop thì sẽ có đó. Bây giờ chị sẽ đi xuống dưới và tìm chiếc laptop đem lên đây review cho các bạn nhé. FPT Shop thì có chương trình Back to School này các bạn, có rất nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau, đặc biệt là ưu đãi dành cho các bạn học sinh sinh viên. Khi mua hàng chúng ta sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hành nha. Và bây giờ tiếp tục cùng mình đi tìm máy thôi. Đây nè các bạn ơi, có rồi. Bây giờ mình sẽ mượn lên studio quay nha. Run. Tới thời điểm này thì mình vẫn thấy là con Lenovo IdeaPad 5 Pro là một chiếc máy rất là mạnh mẽ trong phân khúc, bởi vì nó được trang bị một cái mức cấu hình này. Chip Ryzen 5 5600H, 6x12 luồng, 16GB RAM, 512GB SSD tích hợp card trung hòa RTX 3050. Mặc dù biết là với cái mức cấu hình như vậy thì nó sẽ thừa sức cân những cái tác vụ văn phòng cơ bản như Word, Excel, PowerPoint nè, nhưng mà mình vẫn thử với một cái file Excel 1.2GB và mình làm các hàm như là zoom hoặc là sử dụng một số thao tác như là lọc dữ liệu lại thì máy cho ra kết quả khá là nhanh và mượt mà luôn các bạn. Máy chạy đa nhiệm cũng rất là tốt, mình mở cùng lúc tầm khoảng hơn 20 tab trơn, và khi mà mình chuyển tab qua lại thì máy nó không có hiện tượng là load lại trang nào cả các bạn. Còn về các tác vụ chơi game và đồ họa thì như thế nào? Đối với bài test hiệu năng ở phần mềm, Cinebench sẽ cho ra điểm đơn nhân là 1.353 điểm và điểm đa nhân là 6.921 điểm. Và ok, bây giờ mình sẽ vào thử test game thôi nhé. Đầu tiên là với tựa game FIFA, mình sẽ vào cài đặt để tất cả ở mức high setting. Hiện tại thì mình đang thấy máy đang cân tương đối ổn, nhiệt độ GPU ở mức 65-70, CPU từ 80-85 độ, và với tựa game này thì nó chiếm khoảng 7GB RAM, FPS duy trì ở mức 85-99. Tiếp theo là sẽ với tựa game Battlefield 1, mình cũng sẽ vào phần cài đặt để tất cả ở mức high setting. Rồi bây giờ vào game thôi, nhiệt độ GPU lúc này là 71-73 độ và nhiệt độ CPU dao động từ 89-90 độ. Cái mức này thì có thể nói là hơi nóng nha các bạn. FPS sẽ dao động lên quanh ở cái mức là 85-95. Mình thấy là sẽ có hơi drop FPS ở những cái pha bắn nhau, có lúc nó sẽ giảm xuống còn 72. Còn về phần khung cảnh phía sau nè, chuyển động nhân vật thì máy xử lý ổn, hiển thị khá chi tiết và không bị lẹm khung hình. Tuy nhiên khi mà chơi thì phần phía trên bàn phím, tức là gần khe tản nhiệt, nó khá là nóng. Và cái phần màn hình theo cảm quan của mình thì nó vẫn ở cái mức vừa phải. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ luôn để biết chính xác nhé. Nhiệt độ ở cái phần bàn phím lúc này là 37-38 độ. Phần phía trên bàn phím gần màn hình là 44 độ. Màn hình mát mẻ ở cái mức 32-35 độ và phần phía dưới thân máy là gần 50 độ. Nãy giờ mình thấy là ngoài cái mức cấu hình chơi game rất là ổn áp ra thì về cái phần đồ họa và hiển thị hình ảnh cũng khá là tốt luôn các bạn. Những cái trải nghiệm thực tế từ một cái màn hình 16 inch độ phân giải WQXGA này cùng với tần số quét là 120Hz đem lại khi mà mình chơi game nó đã lắm các bạn. Thứ nhất là về chúng ta sẽ có một cái màn hình rộng rãi, thoải mái nè. Về thứ hai là màu sắc nó bắt mắt, độ tương phản vừa phải. Và thứ ba là tần số quét cao, nó sẽ cho tốc độ hiển thị nhanh và mình có thể bắt kịp được mọi hành động của đối thủ và không bị trễ ở những cái pha bắn nhau nữa. Và nếu mà các bạn chỉ làm những cái tác vụ văn phòng lướt quét thông thường thôi, với cái tần số quét cao như vậy nó cũng sẽ đem đến cho mình những cái trải nghiệm trơn tru, mượt mà hơn và khác bậc hẳn so với những cái chiếc máy mà có tần số quét 60Hz luôn các bạn. Cá nhân mình thì mình không thích màu sắc quá rực ở trên cái màn OLED, cho nên đối với mình tấm nền IPS độ phân giải 2.5K như vậy thì quá là ok luôn rồi các bạn. Đặc biệt là đối với các anh em làm đồ họa nha, cái màn như vậy thì chỉ có gọi là đúng bài thôi các bạn. Còn thêm nữa là nó được trang bị độ bao phủ màu lên tới 100% sRGB nữa. Sẵn nói về cái tác vụ đồ họa dựng video đi, thì ở đây mình đã có thử với phần mềm Premiere với một cái video 4K thì mình thấy là nó cũng tương đối ổn áp các bạn. Và cái tốc độ render thì ở mức trung bình. Ngoài các phiên bản cấu hình của chiếc máy mà mình đang giới thiệu đến các bạn nè, thì chiếc máy này nó còn có các phiên bản cấu hình khác. Các bạn có thể vào website mtshop.com.vn để tham khảo thêm nha. Nói thêm về phần màn hình của chiếc máy này, mặc dù là 16 inch nhưng mà cái viền màn hình của nó rất là mỏng luôn các bạn, cho nên tạo cho mình một cảm giác là một cái màn hình rất là gọn ghẽ nha.
Thì phần màn hình này ở viền phía trên này chúng ta sẽ có một cái dải màu đen này các bạn. Ở đây thì làm cho mình liên tưởng tới cái thiết kế màn hình tay thỏ giống như trên điện thoại á. Mặc dù thì nó cũng không có giống lắm đâu. Thì ở cái dải màu đen này chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ nè. Chúng ta sẽ có webcam, camera và cả micro nữa. Ngoài ra thì phần màn hình này nó còn được trang bị độ sáng là 350 nits, cùng với đó là tỷ lệ màn hình là 16:10 nữa. Còn ở phần bàn phím thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím full size. Hành trình phím cũng tương đối sâu, và khi mà mình gõ cảm giác là nó sẽ có một cái lực phản hồi tay là các bạn, cho nên cảm giác gõ cũng rất là đã. Còn ở phần chiếu kê tay dưới này, mình sờ thì cảm giác nó hơi rít và hơi nhám tay một chút, cảm giác là các bạn sẽ giống như là sờ lên trên bề mặt giấy vậy á. Phần trackpad bên đây nó cũng sẽ có một cái kích thước rất là lớn nha, và nó cũng sẽ có một cái độ rít, đương nhiên là sẽ không có rít bằng cái bàn kê tay và nó vẫn có một cái chút độ trơn, nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình sẽ thích hơn nếu như mà nó trơn hơn. Tuy nhiên về cái độ nhảy thì nó vẫn đảm bảo trên cái phần trackpad này. Máy được hoàn thiện từ chất liệu nhôm, ngoài đem lại cái sự chắc chắn, cứng cáp, sang trọng thì nó còn là một cái yếu tố cùng với yếu tố là kích thước lớn 16 inch và viên pin 4 cell 75Wh tạo nên một cái trọng lượng 1.9kg ở trên cái chiếc máy này các bạn. Đối với cá nhân mình là con gái nha, với lại lâu rồi chắc là mình cũng không tập gym nữa, cho nên khi mà cầm chiếc máy này á, kể cả cầm hai tay thì mình thấy nó vẫn còn hơi nặng. Nhưng mà thật sự nói thì cái chiếc máy này nó vẫn còn nhẹ chán so với những cái chiếc máy thuần gaming khác các bạn. Mình nghĩ là các ông con trai cầm thì cũng không thành vấn đề gì đâu ha. Thiết kế bên ngoài của chiếc máy này nó rất là đơn giản thôi các bạn, chúng ta không có gì cả ngoài cái chữ Lenovo bé bé đặt ở một bên góc như thế này. Về bản lề của cái chiếc Lenovo IdeaPad 5 Pro này cũng rất là chắc chắn luôn nha. Và mình thấy là khi mà mình mở máy lên, nó sẽ có một cái sự dao động nhẹ ở cái phần màn hình nhưng mà rất nhanh trở về cái vị trí ban đầu. Nếu mà nói về những cái chiếc máy mà có màn hình lớn thì như vậy cũng là quá tốt, quá ok rồi các bạn. Và với bản lề này, mình có thể mở máy bằng một tay được. Và bởi vì ở phía trên này nó có một cái gờ nhô ra như thế này các bạn, cho nên mở lên rất là dễ dàng luôn. Và thật sự đối với cá nhân mình thấy là những chiếc máy mà có thể mở bằng một tay được á, nó mang đến cho mình cái gì đó gọi là trải nghiệm nó vượt trội hơn hẳn luôn á. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có một cái khe tản nhiệt đặt ngay chỗ bản lề như thế này các bạn. Ngoài ra ở phần thiết kế của chiếc máy này có một cái số điểm nhỏ nhỏ mà mình thấy là khá là thích nữa các bạn. Đó là ở phần phía dưới thân máy nè, chúng ta sẽ có hai cái quạt hút gió và nó được làm thiết kế hình cách điệu nhìn khá là bắt mắt, khá là đẹp ha. Và mặc dù đây mình chỉ nhìn thấy nó khi mà các bạn mới mua máy về, chúng ta mở máy lên kiểm tra thôi. Còn bình thường khi mà mình xài thì bao giờ mình lật ngược máy lên như vậy để làm gì các bạn. Nhưng nó thể hiện được cái sự tỉ mỉ của hãng đến từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Đi kèm với cái chiếc máy này thì chúng ta cũng sẽ có một cái củ sạc 135W nữa các bạn. Về cổng kết nối ở trên chiếc máy này, chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.0, cổng HDMI, USB Type-C, khe thẻ nhớ SD và jack tai nghe 3.5. Tổng kết lại thì đối với mình đây là một cái chiếc máy nó quá là ngon đi. Chúng ta sẽ có một cái màn hình rộng rãi, chất lượng với độ phân giải 2.5K nè, cấu hình mạnh mẽ, có thể giải quyết tốt được công việc kể cả chơi game giải trí nữa các bạn. Nói chung mình thấy là đây sẽ là một chiếc máy phù hợp với các anh em chúng ta sẽ làm về kỹ thuật nè, làm về thiết kế nè, và kể cả các bạn chúng ta làm về công việc văn phòng, chúng ta vẫn có thể sở hữu được cái chiếc máy này nếu như mà các bạn có thể chấp nhận được là chúng ta sẽ mang một chiếc máy hơi nặng đi làm nha. Còn các bạn cảm thấy chiếc máy này như thế nào thì hãy để lại ý kiến ở phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhưng mà khoan, đừng quên cho mình một like và subscribe nhé. Bye bye.